Gì con? Sao? Sao? Kêu mẹ làm gì? Kêu mẹ ăn chi? Con nó đạp á hả? Ừ, có con rồi con nó đạp chứ sao đẻ được rồi đi. Ngày tới ngày sinh rồi nè. Sao? Hả? Trời ơi. Sao lăn lộn vậy? Sao vậy? Đau bụng hả? Đau chưa? Sao mà lăn lộn kiểu gì? Kiểu quy. Thôi mẹ đi nấu cơm ăn rồi nha. Nha. Mẹ đi nấu cơm ăn nha. Chịu không? Hả? Sao? Hả? Sao? Ồ, nhũng nhẽo ông ơi. Sao? Hả? Sao? Em nó bị gì vậy gạo? Hả? Sao em nó bị gì hả? Sao vậy con? Sao mà kêu mẹ nhõng nhẽo chứ gì nè? Hử? Bị con đạp rồi phải không? Con đạp á? Trời ơi, đạp đau hả? Trời ơi. Trời ơi. Sao? Nghe bụng to quá trời nè. Ừ. Tao quá rồi con đạp nè. Con đạp nè. À, mẹ đi làm chuyện rồi. Con nói đi con la hoài. Sao? Đi ngủ đi. Tao đi ngủ đi. Ngủ cho khỏe đi. Cái sức đặng mà lát chưa đẻ nha. Đẻ cho rồi đi. Xanh cho xong đi. Chờ đợi hoài. Chờ đợi hoài mẹ không dám đi đâu hết trơn á. Mẹ đi mẹ sợ con nhà không đẻ anh hai biết làm sao nữa. Con nói kìa Quy. Kẹo cho anh nhìn.